là chào chương trình và chào tiến sĩ cho em hỏi có quan điểm cho rằng kiếp trước có tội nên kiếp này sinh con hư hỏng như vậy thì đứa con hư là nhân quả của bố mẹ vậy đứa con có phải chịu nghiệp mà nó đã gây ra hay không hay là chỉ đang là hình phạt từ kiếp trước của bố mẹ em cảm ơn vâng ở đây chúng ta nếu mà xét chỉ một kiếp thôi ở đây rất nhiều bạn đã có cái câu hỏi này thì để trả lời cái này chúng ta phải mất vài, vài, vài tiếng đồng hồ dăm bảy tiếng nhưng tôi tôi kể vắn tắt nhiều người cho rằng là bây giờ bố mẹ bố cha mẹ làm có tội thì chỉ cha mẹ chịu chứ lại bắt cả con cái dòng họ chịu như vậy thì làm sao có còn nhân quả không thì kinh nhân quả của đạo phật nói rằng là cái anh nào làm thì anh chịu, đứa con cái nó khó làm đâu mà phải chịu. À, trên thực tế nó là, à, nếu chúng ta chỉ nhìn trong một kiếp này nó như vậy, thì cái thời phong kiến Trung Quốc, thì nếu như một, chúng ta thấy là một người nằm quan, cả họ được nhờ mà. Nhưng chúng ta thấy không phải từ đời chúng ta đâu, mà đời phong kiến ngày xưa, là khi ông đã được quan thì ông nhắc hết cái phe cánh cái dòng tộc cũng lên để cả họ hàng được nhờ. Vì một cái triều đình dòng họ nào lên là cả, À, dòng họ được lên theo hết à, rồi là gì nhưng cái dòng họ đó có tội thì vì chu di kiểu tộc tức là chín họ bởi vì chúng ta thấy rằng tại sao một người làm um, hại mà chín họ bởi vì sao lúc anh được làm quan thì đi chín họ được nhờ thì tại sao lúc anh bị tội tại sao mà người ta trị cho chín họ tại sao anh còn kêu ca gì ở việt nam thì gì là chu di tam tộc tại là Trung Quốc thì ngày xưa là chín họ bây giờ Việt Nam cũng có thời kỳ chu di tam tộc tức là ba họ phải chịu nếu mà có tội thì chúng ta thường thấy là như vậy không công bằng vì trong con cháu gia đình năm gì có tội mà phải chu di tam tộc nhưng nếu như ông đã làm quan thì ba họ cho ông được nhờ thì cớ gì nếu ông làm sai thì ba họ của ông chịu hình thức là đúng vì chúng ta thấy hiện nay các quan tam dũng mà xem ông nào quan tam dũng thì ông cũng bắt ra một dây bắt đầu từ vợ đến con để cháu chắt nội ngoại đều là gọi là một ekip hết mà ekip ấy thì nhằm ngày xưa là nhằm vào dòng họ là chính cho nên là người ta gọi là khi bắt được thì ngày xưa là chu di tam tộc nhưng bây giờ thì là khi bắt được một quan tam nhũng chắc chắn là vì vợ con này những người thân tình hiện nay có những địa phương ông ông bố làm bí thư thì con dâu con rể con cháu chắc vợ chồng đều là gì là trưởng phòng giám đốc sở thì vân vân làm hầu hết các chức ở trong các cái triều đình các triều chính của ông ta như vậy thì cũng là gì là ông có hưởng một người làm quan thì họ hưởng vậy thì nếu khi một người mất chức hoặc là, bị bắt thì cả họ kéo theo cái hoạn nạn đấy là cái chuyện bình thường mà vẫn theo luật nhân quả vì sao vì khi đã gọi là đứa con sinh ra một dòng tộc nào thì nó có như thế này này vào đấy một là chịu uh, uh, thứ nhất là báo ơn là vào báo ơn cho cha mẹ vì kiếp trước người ta có ân rồi nhưng trường hợp thứ hai là báo oán nếu như nợ nần chiếc trước nợ nhau thì vào thì trả thù cho nên chúng ta thấy là có những đứa con nó vào nó hiếu thảo lắm nó nuôi cha nuôi mẹ cõng mẹ đi cõng cha cõng mẹ đi là đầu tắt mặt tối trong đấy là gọi là nhị thập tứ hiếu đấy à, là à, 24 cái gương hiếu hạnh ấy, đứa con có hiếu vô cùng nhưng đồng thời có những đứa con cũng bất hiếu lắm vậy thì có những đứa con có hiếu gọi là vào báo ân còn con bất hiếu gọi là vào báo oán thì ở trong này chúng ta thấy rất nhiều cái gương hiếu thảo và cũng rất nhiều cái gương vào báo oán thì trong nhân quả là con cái là vào báo ân hoặc báo oán của kiếp trước. Đó. Rất đúng nhân quả. Do vậy sự ảnh hưởng tội chướng hoặc là à, thành tích của cha mẹ đều có chứ. Nếu như ông bố và mẹ mà có được tài sản khi chết đi di chúc di cho ai, di chúc cho con chứ cho ai nữa. Thì cái lúc di chúc thì ông đòi cho bằng được, ông tranh cho bằng được, ông chứng minh ông là con cái sinh ra thì đến khi ông bố có tội mẹ có tội tại sao ông lại trốn tránh việc đó được cho nên là về mặt nhân quả ông được hưởng thì có khi nếu có ông hưởng thì bây giờ ông bố làm ra cái gì ông hưởng cái đấy thì nếu ông bố làm ra thuốc độc thì ông con cũng phải ăn thuốc độc chứ có cách nào khác được đấy là chuyện rất bình đẳng của nhân quả thế còn tại sao nó là như vậy thì là gì không chỉ cái đứa ông bố làm ra cái điều tội lỗi mà ông con phải chịu mà thực ra mà nói ông bố đã chịu rồi nhưng ông con cũng phải chịu vì sao ông con kiếp trước cũng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mới nạp vào tái sinh đầu thai trong gia đình đó ví dụ như là cái một cái trường dạy nào đó trường chuyên môn dạy về à, vậy đặc công chẳng hạn thì anh nào thích đi đặc công vào đấy hoặc cái trường nó dạy về y chẳng hạn thì anh nào thích đi y đã vào đấy rồi hoặc cái trường ngày xưa có cái trường gọi là đi à, dạy đi tướng cướp chẳng hạn thì anh đào dạy muốn trở thành tứ cướp thì đẩy vào chui về đấy vậy thì cái căn cơ vào để đầu thai cũng là tương hợp, hợp nhau người ta gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu do vậy trong này chúng ta thấy là con cái cũng theo nhân duyên mà được vào đầu thai để hưởng phúc hoặc là vì cùng cha mẹ gánh chịu người ta gọi là à, uh, cộng lực À, cộng lực à, ở đây người ta có một cái danh từ nữa à, là ở đây chúng ta thấy rằng là, à, là đồng thanh tương ứng đồng khí tức cầu là câu nói thường xuyên còn một câu nói nữa là cộng nghiệp tức là cùng nhau ở kiếp trước đã làm một gì đấy thì kiếp này cũng cùng cùng hưởng à, hay thì cũng cùng hưởng với nhau mà dở thì cũng cùng hưởng với nhau còn cũng có trường hợp cá biệt chứ không phải ví dụ như trong cha mẹ có sinh ra khoảng năm bảy anh con cái nhưng mà thực ra cuộc đời sự nghiệp đó hoàn toàn không giống nhau thì không phải cái gì thì của cha mẹ thì các con đều hưởng hết mà có anh thì đặc biệt giống cha mẹ nhưng có anh lại nằm ngược lại Thì gọi là biệt nghiệp cho nên trong chuyện nó cũng có những trường hợp ví dụ như là à, cha mẹ bị tội nhưng có khi có những con không bị tội vì được tha ở trong chuyện nó có điển hình rất là hay ví dụ như ngày xưa là hòa thân bị xử à, bị xử tổ chết nhưng mà cái người mà được tha chính là con trai của hòa thân lại được tha ở à, đây ví dụ đáng được không phải chú di cửu tộc như hòa thân nhưng mà nó lại được tha à, vì là cái thằng con trai đấy không kế thừa và không đồng lòng với việc làm của cha do vậy mà nó gọi là biệt nghiệp là cái nghiệp của nó tuy cùng vào mà một cái à, gia đình của hòa thân nhưng cuộc sống của nó không đi theo không hùa theo những hành vi của cha do vậy mà nó không bị những cái nhân quả như cha là cha bị xử tử thì con trai của hòa thân cũng không theo cái nghiệp chu di của tộc mà nó được tha à, và nó không dính dáng gần như là không à, cộng tác với cái trò à, tội ác của hòa thân thì trong thực tế cũng có những chuyện như vậy là trong gia đình đấy chúng tôi gọi là biệt nghiệp tức là những đứa con khác là cộng nghiệp với cha với mẹ để hưởng phúc hoặc là hưởng họa nhưng cũng có đứa con nó là biệt nghiệp tức là nghiệp của nó không hoàn toàn đi theo cha mẹ mà vào đấy có khi nó lại làm một cái thúc đẩy hoặc là tăng lên hoặc là hạ xuống nó gọi là biệt nghiệp đấy chúng ta lưu ý là trong trường hợp này gọi là biệt nghiệp thì sau này chúng ta sẽ đi vào giải thích cái biệt nghiệp đấy cho nó kỹ càng